Mày ăn mắt ngồi mắt ăn mắt vàng không có đi lao động. Bây giờ tao hồi nhỏ tao cực lắm, tao đi lao động không à, cút đất tao không có nè, thợ hồ tao không làm, thợ mộc tao không đi làm rồi, thợ sửa xe chuông gầm xe tao mình mảy nhớt không tao không làm rồi, dùng sức lao động kiếm tiền tao mới hiểu, cút đất tao không cút lỡ bằng tay không, xuống ruộng tao làm luôn, rồi thợ thợ điện tao leo nóc nhà bị điện giật tao nằm đó luôn. Một ngày sau nó tỉnh bị điện giật, thợ hồ tay lỡ hết, hứa đâu không biết á, làm hồ lấy tay vô chém chét luôn luôn, họ lỡ bằng tay không biết, thấy lại thấy nó không có phản hồ lấy tay vuốt cho nó nhanh, mà thợ hồ nó cấm cái đó, mình lấy cái vai mình lấy tay mình vuốt, luôn nghĩ nghĩ luôn về sao sợ lắm, tay thiệt sạch cầm rét rét, còn dở quá phải đeo cái găng, đó thợ hồ. Còn kéo đi ngang kéo dây kéo đồ là hồi đi thiên thiên phong nó khiêng đồ khiêng là kéo dây kéo đồ là phải có cái gì chứ không biết mà chết luôn mệt quá kéo kéo đúng không phải mệt dùng lực dùng cái sức rơi của mình nó nhẹ hơn ít mệt không thằng gì dùng lực hồi nó thở hồng hộc còn mình cứ ngửa là kéo nhẹ nhiều cái gì đều mới tìm ra rồi qua khí công thấy nó khí công nó chỉ cho mình những cái kỹ thuật làm sao nó ít hao hao cái sức khỏe mình rồi mình tìm ra rồi mình dùng hết những cái động tác trong động nó có căng hàng trăm động tác không dùng lực mới nó mới một động tác thôi đó còn nhiều lắm tập hoài bắt đầu nó lòi ra kéo nhiều lúc kéo nhẹ nó đứt rồi ông mày dùng sức chết mẹ luôn tao để cái bực tao nói cái dây đó tao kéo một cái đứt cái dây đó luôn cái dây đó đó dây dù đó tao kéo một cái đứt lần hai này tao ra tao đưa cho tao đúng thế tao bứt một cái bưng đứt sẽ có thể cái kia nó văng vô trong cái dây đó một đứt làm hai cái dây nó nặng lắm kéo đứt mà tay tao không có đau còn tay mày mày kéo dùng lực đau chết mẹ luôn lúc đó là tập đó là ba thức mới 4 5 6 tập cho lát rồi về tập lại thức 6 đi xong ta úp cái bài 4 5 6 lên mạng cuối là đẩy hai tay song song đẩy nhẹ nhẹ ra trước thôi thả lỏng ra người phải thả lỏng mềm dẻo rồi mới chạm hai ngón rồi nó bắt đầu tập 15 15 năm hơi căng năm hơi ngưng năm hơi xả xong thu công mới thấy cái bài thi công lo nên ta tại sao từ người ta học mấy tháng mới xong làm gì vô ngón quơ quơ như là bảy tay nó dễ quá vậy. Tập chết cha chưa xong cái mấy tay nó đâu có dùng đâu có kỹ thuật thi công luôn đó mệt mỏi lắm tập hồi mới đầu mệt mỏi tại tụi bay dùng lực mệt lắm mới đầu tập mệt mỏi lắm dần dần biết cách rồi hết hết mệt rồi thả thu bung ra thẳng góc la thật to lên coi xong rồi vậy đó vậy rồi thu